Tiểu sử ông Nguyễn Cơ Thạch, những điều ít biết về cha đẻ ông Phạm Bình Minh, nhà ngoại giao tài ba. Ông Nguyễn Cơ Thạch sinh năm 1921, mất năm 1998. Ông tên thật là Phạm Văn Cương. Ông là một nhà chính trị gia, nhà ngoại giao xuất sắc của Việt Nam. Ông Phạm Bình Minh nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nay gọi là Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam. Ông Nguyễn Cơ Thạch là cha ruột của ông Phạm Bình Minh, nguyên là Phó Thủ tướng Chính phủ, giờ đây đã bị cách chức Phó Thủ tướng. Vợ của ông là bà Phan Thị Phúc, tốt nghiệp Đại học Khoa Dược, nay là Đại học Dược Hà Nội. Bà từng làm trưởng khoa dược Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, sau đó chuyển sang công tác ở Bộ Ngoại giao. Ông Nguyễn Cơ Thạch, tên khai sinh là Phạm Văn Cương. Ông sinh ngày 15 tháng 5 năm 1921, quê quán ở xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Ông tham gia tổ chức Thanh niên Dân chủ rồi Thanh niên Phản đế tại Nam Định giai đoạn từ năm 1937 đến năm 1939. Ông bị thực dân Pháp bỏ tù tại Nam Định, Hòa Bình, Sơn La giai đoạn năm 1940 đến năm 1945. Ông Nguyễn Cơ Thạch, tên khai sinh là Phạm Văn Cương. Ông là một nhà ngoại giao chính trị xuất sắc của Việt Nam. Giai đoạn năm 1943, trong nhà tù Sơn La, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Ông lãnh đạo cướp chính quyền tại Nam Định vào tháng 8 năm 1945. Tháng 9 năm 1945, ông về công tác tại Bộ Quốc phòng, làm bí thư cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Sau đó giữ chức vụ Chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương, bí thư Đảng ủy các cơ quan Bộ Quốc phòng và Tổng Tư lệnh giai đoạn năm 1947 đến năm 1949. Sau đó ông chuyển sang công tác ở chính quyền và đảng vụ. Ông làm phó bí thư, rồi quyền bí thư tỉnh ủy kiêm chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành chính tỉnh Hà Đông vào tháng 5 năm 1949 đến tháng 5 năm 1951. Ông từng giữ chức vụ Ủy viên Đảng đoàn và Ủy viên Ủy ban Kháng chiến hành chính Liên khu 3, bí thư Đảng ủy các cơ quan của Liên khu giai đoạn năm 1949 đến năm 1954. Từ năm 1954, ông chuyển sang công tác trong ngành ngoại giao và lần lượt đảm nhiệm các chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao từ năm 1954 đến năm 1956. Tổng lãnh sự nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Cộng hòa Ấn Độ giai đoạn năm 1956 đến năm 1960. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Ủy viên Đảng đoàn Bộ Ngoại giao từ tháng 8 năm 1960 đến tháng 5 năm 1979. Quyền trưởng đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị Geneva về Lào giai đoạn năm 1961-1962. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách công tác đấu tranh chống Mỹ từ năm 1964. Ông là trợ lý cho cố vấn Lê Đức Thọ trong đàm phán với Mỹ giai đoạn năm 1972 đến năm 1973, đưa đến việc ký kết Hiệp định Paris về Việt Nam thành công. Vào tháng 5 năm 1979, ông Nguyễn Cơ Thạch làm quốc vụ Bộ Ngoại giao, hàm Bộ trưởng, rồi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao từ tháng 1 năm 1980, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao từ tháng 2 năm 1987 đến năm 1991. Thấm đượm chủ nghĩa yêu nước và truyền thống ngoại giao hòa hiếu của dân tộc, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nắm vững và vận dụng sáng tạo tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh. Với bản lĩnh dày dặn và kinh nghiệm thực tiễn phong phú, tư duy chiến lược sắc sảo, nhạy bén, nắm bắt các xu thế của thời đại và quy luật phát triển của đất nước, đồng chí Nguyễn Cơ Thạch đã góp phần quan trọng vào đổi mới tư duy đối ngoại của Đảng, của nhà nước. Ngày 29 tháng 9 năm 1990, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch đã được cử đi thực hiện nhiệm vụ quan trọng là gặp gỡ Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ James Baker tại New York, bắt đầu việc đàm phán bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ. Sau khi thôi chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Nguyễn Cơ Thạch tham gia nghiên cứu tổng kết công tác ngoại giao, nghiên cứu kinh tế thế giới và chiến lược đối ngoại.
nhiều nhà hoạt động ngoại giao quốc tế bày tỏ sự ngưỡng mộ và kính nể ông, bởi nhận thấy ở ông sự thân thiện, cởi mở, hài hước và hóm hỉnh, kiến thức rộng và khả năng đối đáp, ứng biến mau lẹ, thể hiện hình mẫu người lãnh đạo bản lĩnh, ung dung tự tại. Ông có biệt tài thu phục nhân tâm, lôi cuốn hấp dẫn bên đối ngoại ngay từ đầu, nhanh chóng tạo thế chủ động khi trả lời phỏng vấn hay tranh luận và đàm phán. Ông Nguyễn Cơ Thạch đã được tặng thưởng huân chương Hồ Chí Minh. Ông mất vào ngày 10 tháng 4 năm 1998 tại Hà Nội, hưởng thọ 77 tuổi. Vào ngày 15 tháng 1 năm 2007, ông Nguyễn Cơ Thạch đã được Chủ tịch nước truy tặng huân chương Sao Vàng. Vợ của ông là bà Phan Thị Phúc đã đại diện cho ông nhận phần thưởng cao quý này.